Các bạn hay thấy cái lốc máy của chiếc xe chứ chính này là mình rửa ở ngoài thì có sử dụng bọt tiết á, thì nó bị móc những cái chỗ này, thì khi mà nó móc đây thì nó rất là khó để có thể là làm đen lại. Thì chủ xe đã sử dụng rất là nhiều loại mà nước rửa xe cũng như là cái dung dịch, nhưng mà nó vẫn không bị đen, nó vẫn không có đen lại được mà nó bị móc đó. Như các bạn thấy là nó bị móc. Ở đây là cái chiếc xe giá chính của mình, thì các bạn thấy là những cái đường này nó không có bị móc. Thì sử dụng cái nước rửa xe mình đang sử dụng là Sonat, thì nó không có bị bám, nó không bị đóng bạc ở những cái vị trí của lốc máy. Còn mình sử dụng xà bông rửa chén, nước rửa chén và xà bông bột mình rửa thì nó sẽ bị móc những cái vị trí lốc máy. Thì cũng như mình đi ra ngoài đường ngoài mình sử dụng mình rửa ở ngoài thì ta sử dụng những cái xà bông nó không tốt với lại bọt tiết. Thì các bạn thấy rất là rõ ràng luôn. Thì Sonat của mình thì nay hiện tại là mình lấy giá là 145.000 chai một lít, thì xài cũng khoảng hơn nửa năm. Đồng thời mua hai chai Sonat thì sẽ được tặng một cái cây trà. Rất là khó mà để làm sạch được cái móc trắng này luôn. Cho nên các bạn nào mà mua xe thì nên sắm nước rửa xe chuyên dụng. Thì nước rửa xe Sonat thì nó rất là ok luôn. Thì bạn rửa xe một cái chai đó thì mình rửa cũng nửa năm. Một lần rửa xe thì mình sử dụng khoảng nửa nắp tới một nắp, thì mình pha ra được khoảng một cái thùng thùng đựng sơn á, thùng bự đựng sơn á, thì là một thùng nước đó. Các bạn hãy rửa một hai lần rất ok. Thì cái lốc máy các bạn thấy là rất là đen và bóng luôn. Thì cái chai Sonat đó, rửa thì nó hay cái là nó sẽ làm bóng cái những cái chi tiết máy nè. Cái thứ nhất, cái hai là cái dàn mũ của mình. Thì khi mà bạn rửa xe tới đâu đó, thì nước nó sẽ tự tuột trôi nhanh tới đó, nó không có đọng nước. Thì cũng như nó sẽ làm bóng những cái chi tiết mà mũ như vậy, những cái mà người ta mặt ngoài nó sẽ làm bóng. Thì xài Sonat là giá tiền hợp lý và cái hiệu quả nó cũng ok. Trong cái mức tầm giá đó thì nó rất là tốt. Thì mua xe mới thì mình đừng có sử dụng nước xà bông rửa chén, những cái loại xà bông mà nó có cái độ tẩy cao á. Mình sử dụng Sonat thì nó rất ok, nó chuyên về rửa xe hơn. Thì các bạn có thể thấy trong clip là xe của mình thì rất ok, là tại vì ví dụ mình chăm sóc kỹ là một chuyện, mình xài phụ gia rồi nước rửa xe rồi tốt thì cái xe mình nó mới đẹp được. Cái sức người mà để mình giữ cho chiếc xe mình nãy nó không có, nó cũng có giới hạn, rồi mình phải sử dụng những sản phẩm này kia thì xe mình mới tốt được. Cũng như là mình sử dụng nhớt tốt thì xe nó sẽ êm ái và nó êm hơn là mình sử dụng nhớt không có tốt. Thì giống như vậy, thì ở bề ngoài cái xe thì mình muốn nó mới sạch đẹp thì mình phải sử dụng là những cái đồ đánh bóng, rồi nước rửa xe mình cũng phải đầu tư nước nó tốt một tí. Thì chai nước rửa xe này thì là 145.000 mình bán. Thì các bạn có ủng hộ mua sử dụng cũng được, hoặc là các bạn mua ở nguồn nào khác cũng ok. Thì Sonat này thì nó nhập từ Đức chứ không phải là hàng Việt Nam. Thì mình có cái clip mà rửa xe á, thì có demo luôn cho bạn thấy là khi mà mình rửa xe mình dội nước á, thì nó tuột xuống, nó không có động lên mũ hoặc là đấy, chứ mình rửa xong là nó bóng rồi nó tuột cái nước xuống hết cho mình. Thì bạn thấy là cái lốc máy đâu cũng rất là ok luôn, sạch sẽ đẹp đàng hoàng. Đây là mình đã đi hết một cơn mưa rồi đó mà nó vẫn còn sạch và đen như vậy. Thôi chào tạm biệt các bạn.
chuyên mục quảng cáo thì tới đây thôi. Thì quảng cáo bán hàng nhưng mà cũng muốn cho anh em có một chiếc xe nó đẹp, nó ok. Chứ để mình cái lốp máy đồ nó bạc xấu vậy ổn cái xe. Thì bạn của mình thì đem xe ra ngoài rửa, thì tại vì nhà phố rửa ở trong nhà, ở nhà nó hơi cực, cho nên là đem xe ra ngoài rửa thì vô tình bây giờ lốp máy nó bạc, thì cũng sẽ có cái cách để làm cho đen, nhưng mà nó sẽ mất công hơn. Chào tạm biệt các bạn xem video clip này của mình, nhớ đăng ký và like ủng hộ kênh.